Chào đến anh chị em đang xem là một đồng hồ cây mẫu tứ trụ cao 2m7. Anh chị em thấy cái đồng hồ này cao 2m7. Bản thân em cao 1m7 nhưng cái đồng hồ này là cao tận 2m7. Rất là cao tới đỉnh lóc luôn đấy. Và chiều ngang mặt tiền của nó là 1m2. Nó sẽ to hơn những cái hàng thông thường khá nhiều. Bình thường nó chỉ là 1.95 và 1m05 thôi, nhưng cái này là 1m2, nó rất là to. Bởi vì các cái chi tiết ở trên đồng hồ này thì đều được đục chạm rất là cẩn thận và có một cái sự khác biệt nho nhỏ do cái sản phẩm do công ty Phạm Gia làm, thì anh chị em có thể thấy là cái đường nét đục chạm này bên em hoàn thiện cực kỳ là kỹ, không còn một tí gợn sơ nào luôn nhé. Đó, để anh chị em có thể chiêm nghiệm. So với những cái hàng chợ thì các cái chi tiết đục chạm này là người ta không bao giờ làm kỹ được như này, và người ta sẽ làm rất là ẩu và nó không sạch sẽ đẹp như này đâu. Anh chị em có thể đi kiểm tra và tham khảo những cái sản phẩm khác trên thị trường xem có đúng như là em giới thiệu để anh chị em so sánh. Về chất liệu gỗ thì công ty Phạm Gia cam kết là 100% là một loại gỗ hương đá, hàng không pha tạp. Đó, toàn bộ là gỗ hương đá hết và hoàn thiện rất là kỹ càng, làm kỹ từ trong ra ngoài, tất cả các cái này. Từ trong ra ngoài bên em làm rất là kỹ. Và phụ kiện của đồng hồ là phụ kiện chuông, gió và quả lắc là bằng đồng, và cái mặt hiển thị số là bằng đồng và kết hợp với sứ. Và cái máy của đồng hồ thì em xin giới thiệu luôn cho anh chị em này. Cái máy của đồng hồ là máy chạy bằng pin, toàn bộ là máy chạy bằng pin nhé. Đây, hệ thống là pin điện tử chạy bằng pin. Và chuông của báo của đồng hồ là sẽ đánh theo giờ, cứ đến đúng giờ là sẽ đánh theo đúng số tiếng chuông. Và đồng hồ có một hệ thống cảm biến, khi tắt hết đèn đi đồng hồ sẽ không ngừng đánh chuông khi về đêm, nên là anh chị em có thể yên tâm khi đêm ngủ sẽ không bị đánh thức. Những khi đồng hồ chạy đêm không đánh chuông đâu, nên anh chị em có thể yên tâm. Và nếu anh chị em mà quan tâm đến những cái mẫu đồng hồ cây được làm từ gỗ tự nhiên, gỗ quý, thì có thể liên hệ trực tiếp với công ty đồ gỗ Phạm Gia theo số hotline đang hiện trên màn hình. Đồ gỗ Phạm Gia sẽ tư vấn chi tiết hơn. Và xưởng xin cảm ơn anh chị em đã quan tâm, đã xem video của xưởng. Và nếu anh chị em mà quan tâm đến đồng hồ cây được làm từ gỗ tự nhiên, anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với công ty đồ gỗ Phạm Gia theo số hotline đang hiện trên màn hình, hoặc ngồi tại nhà mình truy cập vào website là đồgỗ.phamgia.com. Trên đó công ty đồ gỗ Phạm Gia có chia sẻ rất nhiều mẫu mã đồng hồ cây được làm từ gỗ tự nhiên để anh em tham khảo. Và xưởng xin cảm ơn anh chị em đang xem video của xưởng, và xưởng xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau.